Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Bộ Y tế hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022. Lấy ý kiến người dân đối với dự án đường Võ Chí Công. Quảng Nam ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử. Xe quá khổ, quá tải vẫn lộng hành trên một số tuyến đường ở Quảng Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành ở Trung ương. Đầu cầu tỉnh Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Trong năm 2021, ngành y tế cả nước đã hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ngành y tế đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, vừa làm vừa rút kinh nghiệm trên cơ sở thực tiễn. Công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, đến nay tốc độ và tỷ lệ bao phủ tiêm chủng của Việt Nam đã thuộc những nước hàng đầu trên thế giới, về đích trước 6 tháng so với mục tiêu trên 70% dân số được tiêm đủ liều cơ bản do WHO khuyến cáo. Dự kiến Việt Nam sẽ hoàn thành tiêm phủ mũi 3 vào cuối quý 1 năm 2022. Đang tích cực chuẩn bị tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học, bảo đảm an toàn hiệu quả. Bộ Y tế đã đưa ra mục tiêu thực hiện trong năm 2022, đó là cần tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả trước nguy cơ có nhiều biến chủng mới, phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng hiệu quả, bền vững, có khả năng thích ứng và sức chống chịu, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất, tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị lấy ý kiến người dân 4 địa phương Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành đối với dự án hoàn thiện đường Võ Chí Công. Dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công là dự án trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và nhân dân toàn tỉnh trong những năm đến. Đa số ý kiến tại hội nghị đều đồng tình, thống nhất và hưởng ứng cao chủ trương hoàn thiện dự án, đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung như đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân khi thực hiện công tác giải tỏa đền bù. Quá trình thực hiện giai đoạn 1 có nhiều bất cập, các cống hộp ảnh hưởng đến các thuyền ra vào, đậu đổ. Việc thi công công trình làm ảnh hưởng đến khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Quá trình triển khai dự án cần đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cần có biển báo và hạn chế bụi bặm, tiếng ồn khi thi công. Sáng nay 20 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 1 bằng hình thức trực tuyến với huyện, thị xã, thành phố. Công dân Hứa Văn Thành ở thành phố Hội An cho rằng ông Trần Xuân Mẫn, trú số 51/2 Phan Châu Trinh, thành phố Hội An, lấn chiếm đất nhà ông Thành và đường dân sinh, làm cho gia đình ông khó khăn đi lại. Vụ việc này trước đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết và khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Xuân Mẫn là đúng quy định pháp luật. Vụ việc cũng đã được Tòa án Nhân dân tỉnh giải quyết và đã có bản án sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của ông Thành. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu, vụ việc đã được Tòa án Nhân dân các cấp xét xử. Nếu không chấp nhận, ông Thành có thể kháng nghị lên Viện Kiểm sát Tối cao hoặc Tòa án Nhân dân Tối cao. Sáng nay, sàn giao dịch thương mại điện tử và toàn cảnh thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam đã chính thức ra mắt. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương trong tỉnh. Trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam, sàn thương mại điện tử Quảng Nam hoạt động tại tên miền sản phẩm.quangnam.gov.vn trên ứng dụng Smart Quảng Nam, là trang thông tin chính thức thông tin về các sản phẩm của Quảng Nam, tạo điều kiện kết nối giữa nhà cung ứng sản phẩm và người tiêu dùng, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có thêm kênh mua bán và giới thiệu sản phẩm. Đây cũng là giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường, hỗ trợ các cơ sở doanh nghiệp quảng bá và kinh doanh trực tuyến trong kế hoạch phát triển kinh doanh của mình, tạo thêm những gian hàng và kênh thông tin giới thiệu chuyên nghiệp nhanh chóng dành cho cơ sở doanh nghiệp. Với nhiều tính năng ưu việt, cho phép tối ưu và tùy chỉnh cao, mang lại nhiều giá trị kinh doanh cho doanh nghiệp. Xác định là trang phi lợi nhuận, làm cầu nối hiện thực hóa mục tiêu phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế,
Phó Chủ tịch Hồ Quang Bửu chia sẻ niềm vui với ngành công thương và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các ngành hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ các thành phần kinh tế trong quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí Hồ Quang Bửu cũng nhấn mạnh, việc ra mắt trang thông tin sản phẩm Quảng Nam là bước đi quan trọng và cần thiết, góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh sản phẩm nông nghiệp phát triển bền vững, giúp cho người nông dân tiếp cận với việc chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hoạt động của trang cũng quan tâm đầu tư phát triển thị trường và nguồn hàng đầu ra. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, đăng cai các giải thể thao cấp quốc gia năm 2021. Chỉ có 3 giải đấu được tổ chức trong năm 2021 là giải quần vợt các câu lạc bộ mở rộng lần thứ nhất, giải cờ tướng vô địch Cúp Tân Sơn Nghĩa lần thứ 9 và giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam, đồng thời đăng cai tổ chức thành công giải vô địch các câu lạc bộ Taekwondo toàn quốc và giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 39. Với sự chuẩn bị chu đáo, tất cả các giải đều diễn ra thành công, an toàn. Trong năm 2022, ngành thể thao lên phương án tổ chức 17 môn thể thao trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam, 7 môn trong chương trình Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam và đăng cai tổ chức 5 giải thể thao cấp quốc gia. Chiều nay, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Năm qua, dù bị tác động nhiều mặt của dịch bệnh COVID-19, nhưng các đơn vị trong khối vẫn nỗ lực thực hiện tốt các nội dung giao ước, nhiều hoạt động được đổi mới, kết nối các đơn vị đã mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo nên sự gắn kết giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả công việc cho từng cá nhân đơn vị. Đáng chú ý, khối thi đua chú trọng chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực xây dựng đảng chính quyền. Năm 2022, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Quảng Nam tập trung vào hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn của tỉnh và sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đảng, hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sáng ngày 20 tháng 1, Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Năm 2021, với phương châm vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội, trong năm, huyện đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng đến việc chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tổng giá trị sản xuất trong năm đạt 12.461 tỷ đồng, tăng 9,6% so với năm 2020. Hoạt động xúc tiến, kêu gọi và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm. Việc triển khai thực hiện một số công trình được tập trung tích cực. Văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh xã hội đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện rõ sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Giải quyết tốt các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, người có công, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được củng cố. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho 106 tập thể, 339 cá nhân, 36 tập thể lao động tiên tiến và 42 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam đã tổ chức lễ dân hoa viếng hương khu di tích tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ giao thông vận tải khu 5 tại xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, công nhân, ngành giao thông vận tải qua các thời kỳ đã hy sinh vì sự nghiệp giao thông vận tải, ngã xuống vì quê hương đất nước. Vòng hoa cờ đỏ sao vàng cùng nén hương thơm được dâng lên hương hồn các anh, các chị, thể hiện sự thành kính và biết ơn của ngành giao thông vận tải Quảng Nam hôm nay đối với những người con đã không tiếc máu xương, ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay Đảng ủy khối các cơ quan đã đến thăm, chúc Tết đơn vị kết nghĩa và tặng quà cho nhân dân xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My. Đảng ủy khối các cơ quan đã tặng quà cho tập thể cán bộ công chức và trao 60 xuất quà trị giá gần 60 triệu đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đồng chí Thái Bình, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan cùng đoàn công tác đã đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của tập thể cán bộ công chức và nhân dân xã trong năm qua. Đồng thời cũng động viên tập thể cán bộ và bà con nhân dân xã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra, và đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo cho bà con nhân dân trong xã, phấn đấu để nhà nhà có Tết, người người có Tết, đặc biệt quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và các hộ gia đình nghèo của xã. Nhân dịp Tết đến xuân về, xuân Nhâm Dần 2022,
hôm qua Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh đến trao tặng quà Tết cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Tam Vinh, Tam Phước, Tam Dân của huyện Phú Ninh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam chia sẻ động viên bà con vượt qua khó khăn, mang niềm vui đến với bà con nghèo dịp Tết đến xuân về. Tại buổi trao quà cho hai xã Tam Vinh và Tam Phước, đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quảng Nam trao 50 suất quà cho bà con hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn với giá trị mỗi phần quà 500.000 đồng. Tại xã Tam Dân, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cũng đã trao 40 suất quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm quà Tết và tiền mặt 400.000 đồng. Đây là nguồn vận động của Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh. Sáng ngày 20 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức chương trình trao tặng 600 suất quà Tết với số tiền 300 triệu đồng cho người nghèo khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Số quà này do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tài trợ. Trước đó, từ sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Khánh Anh, tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quế Sơn đã trao tặng 700 suất quà Tết với tổng giá trị là 350 triệu đồng cho người nghèo trên địa bàn huyện. Tại huyện Duy Xuyên, hôm nay Hội Nông dân huyện tổ chức chương trình Xuân đoàn kết Tết yêu thương nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại đây, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân huyện Duy Xuyên ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời động viên bà con nỗ lực cố gắng vươn lên phát triển kinh tế hộ và gửi lời chúc đến các gia đình đón một mùa xuân mới với nhiều sức khỏe hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Đồng thời trao tặng 120 suất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng từ nguồn vận động từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh và Công ty An Dương. Những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, sự quan tâm động viên kịp thời của Hội Nông dân huyện Duy Xuyên đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết cổ truyền của dân tộc trong điều kiện ấm áp đầy đủ hơn. Cũng trong hôm nay, Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Hiên Thị Linh ở tổ 49B xã Đắk Rinh, huyện Nam Giang. Ngôi nhà có diện tích sử dụng gần 100 m², sườn gỗ lợp tôn với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng. Được biết, gia đình chị Hiên Thị Linh là hội viên phụ nữ tiêu biểu tham gia các phong trào hoạt động hội tại địa phương và gia đình thuộc diện hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong những năm qua, gia đình chị phải sống trong ngôi nhà tạm bợ xuống cấp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các đoàn thể đối với các hội viên, đồng thời góp phần động viên giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ổn định về nhà ở để các hội viên yên tâm lao động sản xuất và vươn lên trong cuộc sống và là món quà ý nghĩa cho gia đình trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022. Nhằm hỗ trợ cho bà con nghèo, người đồng bào dân tộc ở các địa phương miền núi tỉnh Quảng Nam, ngày 19 tháng 1, Công ty Cổ phần Ambulance Token đã trao tặng 150 suất quà Tết cho bà con nghèo tại hai xã Phước Chánh và Phước Công của huyện Phước Sơn. Là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nghỉ dưỡng hoạt động tại địa bàn Quảng Nam, hàng năm Công ty Ambulance Token đã dành hơn 100 triệu đồng cho việc chăm lo Tết cho người nghèo, các địa phương miền núi. Phát biểu tại lễ trao tặng quà Tết, đại diện công ty cho biết, đây là những món quà mang ý nghĩa tương thân tương ái của tập thể công ty dành tặng cho bà con nghèo, vốn mong muốn chia sẻ một phần khó khăn để bà con có một cái Tết vui tươi ấm áp hơn. Dịp này, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Phước Sơn đã tặng bản ghi nhận tấm lòng vàng cho đại diện công ty Ambulance Token trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn huyện. Là địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn, mỗi dịp Tết đến xuân về, đồng bào nghèo ở huyện Phước Sơn luôn cần những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cùng với chính quyền giúp người nghèo có một mùa xuân ấm áp hơn. Thưa quý vị, tình trạng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thùng xe để chở vật liệu xây dựng hoạt động thường xuyên trên tuyến quốc lộ tỉnh lộ vẫn nhức nhối. Lực lượng cảnh sát giao thông đã nhiều lần ra quân tuần tra kiểm soát và lập biên bản xử lý các lái xe, nhưng đến nay vẫn không hề dẹp xuể vì việc này cũng chỉ là giải quyết phần ngọn của vấn đề. Ghi hình tại tuyến quốc lộ 14B đoạn qua huyện Đại Lộc, chúng tôi ghi nhận rất nhiều xe chở cát, đất, gắn phù hiệu chạy tấp nập. Tuy nhiên, khi phát hiện có camera ghi hình thì chỉ sau khoảng 15 phút không còn thấy bóng dáng xe tải chở cát lưu thông trên đường nữa, mà hàng loạt chiếc xe tải đài cát trên thùng dạt vào những cây xăng,
các khu đất trống nằm im, tài xế xuống xe chờ đợi và nghe ngóng. Cùng lúc, nhiều đối tượng đi xe máy, ô tô liên tục chạy qua lại vị trí nơi cảnh sát giao thông và chúng tôi đang làm nhiệm vụ để dò. Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là những đối tượng chuyên đi cảnh giới lực lượng cảnh sát giao thông và cơ quan chức năng để kịp thời điện gọi báo cho các tài xế chở cát sỏi từ các bến bãi dọc sông Vu Gia tìm cách đối phó. Ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và doanh nghiệp chưa cao, thì vẫn còn cố tình chở hàng quá tải. Khi gặp lực lượng chức năng thì tìm cách tránh né trái hoặc là đi đường vòng đường tránh, tổ chức cho người theo dõi giám sát để mà báo cho cánh lái xe để tránh chúng tôi. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã nhiều lần ra quân tuần tra kiểm soát thực hiện chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, trên tuyến qua địa bàn tỉnh, nhưng vẫn không xử lý triệt để được tình trạng xe quá tải. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị này đã lập biên bản và xử phạt hơn 1.500 trường hợp vi phạm hành vi liên quan đến tải trọng như xe chở quá tải, tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thùng xe và chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường. Phần lớn các trường hợp lái xe vi phạm đều luôn có sẵn lý do để lý giải cho hành vi vi phạm của mình. Bình thường xe em là thùng rin nó như vậy, này mua nhà máy sau em chở vậy chứ em không cơi nới. Thứ nhất, thứ hai là em chở rất là bằng thùng, em không chở cao. Em nghĩ là không quá tải nhưng hôm nay nó quá một chút ít, là em nghĩ do nó trời mưa nhiều quá, nó cát nó ướt. Với lại đôi lúc bùn đất nó dính trong xe nó cũng nó lên ký, chứ em không có nghĩ là nó quá như trước. Ở đây đưa chạy rất là thấp chứ không chạy cao, tại vì em đổ đây đổ người ta cũng không nhận cao cho mình. Tuy nhiên vì việc xử lý cũng gặp những khó khăn nhất định, nó là do địa bàn quá rộng, tuyến đường dài, lực lượng quân số mỏng, cho nên có những thời điểm là không đủ quân số để mà khép kín cái địa bàn, khép kín cái thời gian. Theo kế hoạch, trong thời gian đến, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tiến hành xử lý nghiêm các lái xe, chủ phương tiện vận tải vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở đất, cát sỏi quá tải lưu thông trên đường. Tuy nhiên, theo lực lượng công an tỉnh, việc này không thể giải quyết căn cơ vấn đề. Và để xử lý triệt để thì cần các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phải có giải pháp hữu hiệu, xử lý kiên quyết trong vấn đề quản lý bến bãi, quản lý tài nguyên, mới có thể dẹp bỏ vấn nạn xe chở quá tải trọng, đem lại bình yên cho người dân. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cung cấp.